Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với tôi máy tính. Video này tôi sẽ dẫn các bạn là cách xóa xác minh tài khoản Google của con máy Oppo A83 này nhé. Đây, nó đang bị đòi xác minh tài khoản Google, bắt buộc các bạn phải nhập cái tài khoản Google cũ này. Rồi tôi sẽ back lại để thực hiện sau rất là đơn giản nhé. Ta sẽ quay về bước đầu tiên. Bước này ta sẽ vào cuộc gọi khẩn cấp, ta sẽ gõ phím sao thang 813 thang. Đợi. Ok. Xong. Bây giờ nó sẽ về giao diện mặc định tiếng Anh. Ta sẽ vào setting này, kéo xuống tìm cái mục language. Rồi, bình dương Việt Nam language nhé. Ta chọn kéo xuống về tiếng Việt. Đợt ở trên trang thu Việt Nam y. Ok. Xong. Bây giờ nó toàn là tiếng Việt nhé. Vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn cách thực hiện xác minh tài khoản Google một cách nhanh chóng của con máy Oppo A83 CVS1729. Đây, tôi sẽ vào giấy chiếc điện thoại A83 nha, 1729. Chúc các bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.